Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mr. How, kênh YouTube chuyên về các sản phẩm audio cũng như là các sản phẩm loa nội địa Nhật, Mỹ. Và ở video hôm nay thì Mr. How tiếp tục giới thiệu với mọi người một đôi loa có nhãn hiệu là AWA. Và đôi loa này là một đôi loa Bookshelf Mini của dàn AWA. Dòng loa nói chung là khá là chất âm, được anh em chơi thì cũng đánh giá khá là cao ha. Thì cặp này có mod là AWA SX LFD5. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem những cái thông số cơ bản của cặp loa này ha. Thì loa có cái cấu tạo là hai quay, một bass và một chép đơm. Bass có đường kính là 12 cm. Mình đo theo kích thước của lỗ bắt loa nha mọi người. Mình đo theo kích thước lỗ bắt loa, mình đo cho mọi người xem nha. Đây hai lỗ bắt loa ha. Hai lỗ bắt loa là 12 cm ha. Đây, thì đường kính của cái màng loa là khoảng 10 cm nha mọi người. 10 đến 11 cm ha. Loa chép đơm. Chép đơm thì có đường kính 3.5. 3.5 cm. Kích thước của loa khá là nhỏ gọn, khoảng 22 cm nha mọi người. Và chiều ngang thì khoảng tầm 12 13 cm. Chiều ngang tầm khoảng 10 13 cm nha mọi người. Thì hậu sâu 20. Loa có thông số là 6 ohm. Mình không thấy đẩy công suất ha. Có cái lỗ cắm loa luôn nha mọi người. Loa nhìn bề ngoài rất là đẹp và liên lạc. Được dán simili rất là cẩn thận nha, có cả dây căng nữa. Có cả dây căng nữa ha. Nhưng mà những cái cặp loa mini này thường là mình không gắn dây căng nha mọi người. Mình gắn dây căng vào nó rất là xấu, nó che lại cái củ loa rồi, nó rất là xấu ha. Nên là thường thường là mới tới tháo, thường là mình gỡ dây căng ra. Khi anh em giao lưu thì mình cứ gỡ cặp dây căng này, anh em thích thì gắn vô, còn không thì cứ để như thế này ha. Rồi, mình nói sơ về củ loa bass nha. Củ loa bass là viền vải. Viền vải nên là cái loa này anh em chơi vô tư không sợ bị hư ha. Màng này là màng giấy sần, phễu phễu ở trong là phễu giấy luôn nha mọi người. Và đặc biệt là cái từ cái cun của cái cặp loa này rất là to nè mọi người, thấy cái phễu giữa rất là to nha. Đó, rất là to. Cặp này đánh rất là lực nha, công suất thì theo mình thấy mình ghép với cam ly tầm khoảng cỡ 100W trở lại thì nó đánh rất là lực luôn, tiếng bass rất là quy lực. Ở clip sau thì mình sẽ có cái clip test cái chất âm của cặp loa này, thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái video của Mr. Tháo nha. À, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gỡ gỡ cái cặp loa ra cho mọi người xem cái củ loa, thì cũng như những cái clip trước thôi. Mọi người xem chi tiết cũng như là bên trong bên ngoài cũng như cái chất âm của cặp loa để anh em có những cái đánh giá cũng như là mình thích thì mình giao lưu ha. Đây là cái củ loa bass nha mọi người. Đây mình giới thiệu sơ về củ loa bass. Thông số của củ loa bass ha. Thông số của củ loa bass là AWA Thái Lan. Thì như mọi người biết thì những cái dòng loa, những cái bộ dàn âm ly mini của những sản phẩm audio của Nhật sau năm 1990 thì hầu như là sản xuất ở những thị trường khác, ví dụ như là Trung Quốc, Thái Lan hoặc là Malaysia nha. Nên là mình đừng có thấy là nó made in Thái Lan mà nói nó là hàng của Thái Lan nha. Ở đây cái bát này là từ đôi nha mọi người, từ đôi 2500, 2500 ha. Còn rất là đẹp, sexy 7 màu nè mọi người thấy ha, sexy 7 màu rất là đẹp luôn nha. Thì đảm bảo với mọi người thì tất cả những cái sản phẩm Mr. Tháo bán ra đều là đảm bảo nguyên zin 100% và là tất cả những sản phẩm đều là hàng nhập trực tiếp từ Campuchia về và chưa sử dụng ở Việt Nam. Ở đây bụi vẫn còn nha mọi người, một lớp bụi mịn vẫn còn này ha. Và bây giờ tới cái củ loa chép nha. Đây đây là củ loa chép của cặp loa AWA. Thì thông số đây mọi người. Đây là chép đơm nha, chép đơm lụa, chép đơm lụa. Cái này mình khỏi sợ nó bị cắn cắn mớp gì hết. Nó đơm lụa, nó bằng lụa nên là không có sợ cắn mớp và xài rất là bền nha, cực kỳ bền luôn. Cái tiếng chép đơm thì mọi người biết rồi, nó rất là tí tách. Đây
một củ bát và một củ chép. Cặp lo này là lo rất là chắc nha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem bên trong cái thùng. Thì thùng là lót nỉ đó nha mọi người. Đây là thùng lót một lớp nỉ cho tiếng bát sau. Ở trong đó thì có một cái tủ phân tầng cho lo chép nha. Phía bên trong có một cái tủ phân tầng cho lo chép. Thì cặp thùng nói chung là cũng khá là nặng nha mọi người. Đây nó lót nỉ toàn bộ hết luôn. Thì tất cả các cắm đều là mạ vàng hết. Đây. Đây tất cả các cắm mạ vàng. Đây là cái dòng loa cao cấp nằm trong cái bộ vàng AWA. Nói chung là cũng khá là đình đám của thằng AWA nha mọi người. Thì như vậy mới Tháo vừa giới thiệu với mọi người một đôi lo AWA và cũng như là tháo cho mọi người xem cái nội thất của cái cặp lo này ha. Thì cái cặp lo này thì lúc trước cách đây khoảng vài ba tháng gì đó thì Mr. Tháo cũng có bán một đôi rồi ha. Thì anh em chơi đánh giá rất là khá cái chất âm của em nó. Thì hôm nay mới về được một đôi nữa. Thì anh em nếu mà yêu thích thì có thể liên lạc với Mr. Tháo qua số Zalo 0949462206 để sở hữu em nói ha. Thì giá mình đã dưới phần mô tả. Rồi. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Thì anh em nào ủng hộ Mr. Tháo thì hãy like, đăng ký kênh để xem cũng như là thưởng thức cái chất âm của cái những cái cặp lo, những cái sản phẩm nội địa Nhật ha. Bây giờ Mr. Tháo xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Chào mọi người.